Điều thứ nhất mình muốn chia sẻ các bạn làm giàu rất quan trọng và những người giàu có là những người tài giỏi những người mà nói là tôi không thích sự giàu có ơ ờ, điều đều đó là tôn trọng nhưng mà đôi khi nhìn lại bản thân bạn có thể làm được giàu không đôi khi đấy nhiều người nói là tôi không thích sự giàu có chỉ mang tính chất là để nấp niếm che giấu bản thân mình thôi bởi vì người ta không muốn dám đương đầu với những khó khăn của cuộc sống không muốn làm việc nhiều họ an phận thủ thường nên họ nói vậy tôi không thích, tôi không thích nó không xét đoán nhưng ý độc nói ở đây giàu có là điều tốt và giàu có thể hiện bạn là người có tài năng chỉ số hạnh phúc của người giàu có lớn hơn chỉ số hạnh phúc của người nghèo khó số lượng người nghèo mà hạnh phúc rất ít số lượng người hạnh phúc và giàu có sẽ tìm nó thuận với nhau nhiều hơn cái số lượng là người nghèo mà hạnh phúc đôi khi trong cuộc sống này chúng ta mỗi người một quan điểm một suy nghĩ một cách nghĩ khác nhau một cái thế giới quan khác nhau khi chúng ta nói về một vấn đề gì đó có người bỏ đó là đúng nhưng có kẻ khác lại bỏ đó là sai điều đó là bình thường trong cuộc sống này và nếu có ai chỉ trích lộc nói rằng ông này đi truyền bá phải làm giàu này khác nó không không, không quan trọng gì đó mà lộc cũng đang chia sẻ các bạn nếu như các bạn giàu có hơn các bạn sẽ báo hiếu cha mẹ tốt hơn có tiền để chăm sóc vợ con tốt hơn có tiền để khám chữa bệnh thường xuyên hơn có kiện có có tiền để ở một căn nhà đẹp hơn đi chiếc xe tốt hơn các bạn sẽ trở nên an toàn bình an và vui sướng hơn các bạn có tiền để ban cho giúp đỡ kẻ nghèo nhiều hơn các bạn có thể đi du lịch đây đó và làm điều mình thích có cuộc sống mà các bạn hằng mong ước đó là giàu có và các bạn nên trở thành giàu có và phải trở thành giàu có tốt nhất có thể sớm nhất có thể nhưng kết quả của người khác không phải là kết quả của bạn thành công người khác chưa chắc đã phải là thành công của bạn kế hoạch của người khác cũng không phải là kế hoạch của bạn cách nào của người ta đã khiến cho người ta thành công nhưng điều đó không có nghĩa là cách nào người ta cũng sẽ khiến cho bạn thành công và trong video này mình nói, nói với các bạn vấn đề cực kỳ quan trọng ở đây đó là khi các bạn có một kiến thức nào đó thì đừng vội áp dụng nó ngay cho mình giàu có cực kỳ quan trọng nhưng nó không đồng nghĩa với việc mà tham lam tham lam và giàu có cực kỳ gần nhau vì giàu có là những người có rất nhiều tiền bạc của cái và tham lam là cách để các bạn nhanh chóng đạt được nhiều của cái tiền bạc cho nên nếu như các bạn tham gia một công việc tham gia một lĩnh vực tham gia một cái gì nó đang khuyến khích cho các bạn nó đang đánh vào cái lòng tham của các bạn thì đừng tham gia vào đó lâu có từng đánh đề nó, sau đó là cảm giác khi mình đánh đề lòng tham trỗi dậy là không đánh đề nữa lâu nó từng chơi bài nó cũng biết là chơi bài và sau đó là mình muốn thử cảm giác chơi bài như thế nào và khi chơi bài mình biết nó toàn là lòng tham thôi mình không mình luôn muốn cướp của người khác lấy của người khác làm của mình không có nào động không có sáng tạo không có trí tuệ không có buôn bán không có làm ăn không có giúp ích gì cho xã hội ở đất nước cả thế thì giàu có để làm gì cho nên là giàu có không được nghĩa với tham nam không nửa dối không cướp bóc không gian lận không tranh chấp không gây chiến giàu có đi liền với sự lao động sáng tạo sản xuất kinh doanh giúp đỡ không phải là các bạn làm cái gì này cái kia để trở nên giàu có nó là nếu các bạn làm cái điều gì nó tham lam thì các bạn sai rồi nên là tỷ phú Jack Ma từng nói một câu đó là việc đầu tiên trong việc làm giàu đó là đừng nghĩ về tiền tức là phải đánh đổ cái lòng tham của các bạn đấy là cái nguyên tắc thứ nhất rồi khi các bạn hiểu được nguyên tắc này thì các bạn mới thắng được các bạn đừng đến với việc giàu có, đừng đến với việc làm giàu là vì đó là cần, đang tham, đang tham tôi cần phải có xe, cần phải có nhà, cần phải thế này kia tham, tôi đang tôi đang rất là muốn, tôi đang ham, tôi đang thích, tôi đang khao khát, tôi rất là nóng cháy để làm giàu. Nhưng mà nó cuối cùng là cái việc làm giàu đúng đắn đã trở thành cái việc đi tham nam tham nam rồi mánh khóe rồi đa cấp rồi nửa rồi nửa đảo sử dụng đa cấp người ta tốt rồi dùng cái đa cấp và thành xấu, cái bảo hiểm người ta tốt để bán bảo hiểm và nửa đảo thế nên các bạn sẽ bị sai. đôi khi các bạn sẽ bị cái lòng tham nó khiến các bạn đi con đường sai. Nên các bạn phải đánh đổ nguyên tắc thứ nhất là các bạn đánh đổ lòng tham, không được tham lam. Rồi, nguyên tắc thứ hai là lộc cho các bạn ba câu hỏi các bạn trả lời. Các bạn phải trả lời cho mình ba câu hỏi này thì các bạn mới bước được vào sự làm giàu. Ba câu hỏi, câu hỏi thứ nhất các bạn phải trả lời cho mình đó là các bạn là ai? Các bạn là ai? Các bạn phải xác định các bạn là ai, các bạn tên là gì, bố mẹ các bạn là ai? họ hàng gia đình nội ngoại các bạn tất cả bạn là ai bạn là ai trong cái xã này bạn phải trả lời cho lộc rồi đây là, đấy là câu phải cho hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai là bạn đang ở đâu bạn đang ở đâu trong câu chuyện kinh thánh ấy, đức chúa trời đến vườn Eden đến vườn E-đen nhé đến vườn Eden các bạn biết là đến vườn địa đàng nó gọi là vườn địa đàng chúa đến vườn địa đàng và chúa gọi người mà chúa tạo dựng nên là Adam ấy gọi Adam nhé, gọi Adam. Chúa gọi là Adam ơi, con ở đâu? Trong câu gọi của Chúa, trong cái tiếng gọi của Chúa, Chú gọi là Adam ơi, con ở đâu. Các bạn sẽ thấy đây là cung cấp rất nhiều thông tin. Thứ nhất là Adam là tên của ông ấy. ơi là cái tiếng gọi mình không nói nhưng mà Adam ơi, con Adam là con của Chúa trời. Và tiếng gọi này được vang lên trong vườn Ê Đen Còn Chúa thì lại hỏi là Adam ơi con ở đâu Chắc chắn là phải ở trong vườn Ê Đen Nhưng Tại sao Chúa lại gọi như vậy Đôi khi chúng ta Giống như Adam Quên mất mình là con đứa của trời Quên mất mình tên là Adam Con của Chúa lại phải đi chạy trốn Chúa Và để Chúa hỏi con đang ở đâu Cho nên các bạn phải trả lời cho mình Các bạn đang là ai Các bạn đang ở đâu Và câu hỏi thứ ba các bạn phải trả lời cho mình các bạn có thể làm được gì các bạn có thể lừa đảo các bạn có thể cướp bóc các bạn có thể dùng mánh khóe các bạn có thể khôn vặt các bạn có thể lợi dụng các bạn có thể lĩnh bợ các bạn có thể làm rất nhiều thứ nên hãy trả lời cho mình các bạn có thể làm được gì để kiếm ra tiền các bạn có thể làm được gì để kiếm ra tiền đừng trả lời với mình là tôi có thể lừa đảo đừng trả lời như vậy hãy trả lời cho mình những gì bạn có thể lại kiếm được tiền đây là nguyên tắc thứ hai nhớ ba câu hỏi này nguyên tắc thứ nhất là đánh đổ lòng tham các bạn đi nguyên tắc thứ hai là trả lời cho mình biết các bạn là ai các bạn ở đâu và các bạn có thể làm được gì viết ra giấy cho mình nếu thích thì các bạn có thể uh, uh, trong cái loạt video chia sẻ về hướng nghiệp hướng nghiệp thì các bạn hãy gửi cho mình ba câu trả lời này mình sẽ giúp các bạn hướng nghiệp rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với nhau trong nguyên tắc thứ ba làm sao để trở nên giàu có đó là các bạn sẽ biết này ví dụ như các bạn sinh ra đã là người giàu có thì chắc chắn các bạn là người giàu có rồi cần gì phải làm giàu có nữa mà các bạn chỉ tiếp tục trở nên giàu hơn thôi đúng không ạ đây là cái trường thứ nhất trường thứ hai là ví dụ như các bạn bây giờ đang là người bình thường con có uh, gia đình khá giả thôi bố mẹ các bạn không phải giàu có mà các bạn sinh ra trong gia đình gọi là đủ ăn đủ mặc khá giả thì các bạn chỉ cần cố gắng một chút, nỗ lực một chút, chăm chỉ hơn một chút, lao động nhiều hơn một chút, học nhiều hơn một chút, giỏi hơn người khác một chút, các bạn dễ dàng đến sự giàu có hơn nhiều người khác đúng không? đấy là cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là các bạn khá giả. Đúng không? thế còn trường hợp thứ ba là các bạn không phải là ở đáy của xã hội, nhưng mà các bạn là sinh ra trong gia đình lao động nông nghiệp nông dân, bố mẹ các bạn là nông dân hay các bạn là bố mẹ các bạn cũng chỉ là công nhân thôi, chỉ lao động thu nhập thấp, thu nhập, thu nhập thu nhập trung bình, các bạn là một người bình thường và đủ ăn đủ mặc không phải đến nỗi quá nghèo khổ mà đủ ăn đủ mặc ở mức độ đó thì các bạn sẽ phải cố, cố gắng hơn nhiều cái người mà người ta đã ở mức khá và ở cái mức giàu rồi điểm xuất phát khác nhau còn nếu như cái trường hợp thứ tư nữa ví dụ các bạn ở trong cái trường hợp đó là các bạn đang mạt rất là mạt rất là nghèo rất là nghèo cực kỳ nghèo đúng không thì các bạn lại phải cố gắng một cái kiểu khác đúng không phải chạy một con đường khác chạy một con đường khác đúng không? không phải không phải nào, là 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 có thể giống như trở thành giàu có ngay được. thì khi các bạn nghe về bốn ví dụ này, bốn cái tầng lớp khác nhau xã hội này, thì các bạn sẽ thấy một điều nội tại ở đây đó là để tiến đến sự giàu có chúng ta phải tiến đến từng bậc một để các bạn đạt được cái vị trí giàu ở trên này, thì các bạn phải có một cái mức độ là khá đã, khá đã là một người thu nhập khá đã. À, thì cái mức độ các bạn phải có mức độ ít ít nhất là các bạn phải là trong một gia đình khá giả đã thì các bạn mới đến được mức giàu chứ đúng không không thể nào từ nghèo này mà các bạn đến được giàu chỉ có đánh đề thôi đúng không <laughs> đánh đề thôi. nếu mà được ăn cả ngã về không rồi hoặc đánh tài xỉu thì các bạn từ đây mà nó lên đến đây này nên cho nên các bạn muốn làm giàu này các bạn phải đi từ cái muốn lên giàu thì các bạn phải đến được cái mức là các bạn ý ra phải gia đình khá giả đã phải phải trở thành người khá giả đã đấy muốn trở thành người khá giả thì bạn phải ở cái mức độ ít nhất là bạn nó phải là người no đủ no ấm nhất cuộc sống đã thì mới đến được mức độ khá giả đấy thế còn muốn 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 biết là các bạn có đang no đủ cho cuộc sống thì các bạn xác định là mình có là người nghèo khổ nhất hay không mình có là người ở tầng lớp thấp nhất xã hội hay không đấy đó, nó là như vậy và chúng ta sẽ bước từng bước một lên cái điều mình chia sẻ với các bạn ở đây nó cũng là như vậy mình muốn các bạn bước từng bước một lên ví dụ như mình chia sẻ với các bạn bây giờ là các bạn đang là một người nông dân ở vùng quê các bạn học thì ít Đến lớp 9 là đã thôi học rồi. Các bạn không có nghề nghiệp gì trong tay, không có hiểu biết xã hội thâm sâu, không có gì cả. Không nhà các bạn không có gì cả, các bạn nghèo. Bố mẹ các bạn có chỉ biết trồng nương đi dẫy, trồng khoai, trồng ngô, trồng sắn, trồng lúa. Các bạn là gia đình con nhà nghèo. Thì các bạn phải tiến mình từ mức nghèo lên mức no đủ đã. Và muốn tiến lên mức no đủ thì các bạn phải có một công việc đã không thể nào thất nghiệp mà no đủ được không thể nào không làm ăn gì mà thất nghiệp được thì thường là những người mà muốn có công việc no đủ thì họ phải nào họ phải đi xa hơn để tìm những cái khu công nghiệp để có một công việc ổn định đấy đấy thì các bạn đang nào vào cái mức đồ ăn đồ mặc đấy đồ ăn đồ mặc và từ mức đồ ăn đồ mặc này thì đến cái mức là khấm khá hơn các bạn phải tiến đến cái mức khấm khá hơn thu nhập đủ no đủ, đủ thì giờ phải làm cho cái mức số tiền các bạn kiếm được nó nhiều hơn nhiều hơn hoặc là các bạn phải làm thêm nhiều công việc khác kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau để trở nên có một mức thu nhập khá đúng không? mức thu nhập khá tức là cao hơn thì các bạn mới tiến đến mức khá được và khi khá rồi thì các bạn có tiền để dư ra tiền dư ra thì các bạn mới có thể là nghĩ là các bạn sẽ đi học thêm một cái gì đó học thêm một cái này học thêm cái kia các bạn sẽ có thêm kiến thức có thể kiến thức rồi các bạn sẽ dùng cái kiến thức đó để vận động tiếp tục làm việc hay tiếp tục sản xuất tiếp tục kinh doanh tiếp tục mua bán hay tiếp tục làm cái này ví dụ như ngày xưa lộc là chỉ học điện thôi nên sau đó là lộc sẽ học marketing để hỗ trợ việc điện thế sau học marketing xong rồi thì lộc áp dụng marketing và thành công trong cái việc quảng bá cái thương hiệu sửa chữa điều hòa của mình cho mọi người thì sau đó là mình mới biết là là mình còn nhiều cái sửa chữa điều hòa mình chưa học thì mình lại phải đi học về kỹ thuật điều hòa sâu hơn một chút. Sau khi mình học kỹ thuật sâu hơn một chút mình lại tiếp tục bổ sung cho cái marketing của mình tốt hơn để tiếp tục nâng tầm lên. khi mình cảm thấy mình đang đạt đến cái mức độ nó nó ổn ổn rồi thì bây giờ mình lại phải học thêm ngôn ngữ. Mình sẽ học thêm ngôn ngữ tiếng Anh, mình sẽ học ngôn ngữ chung để tiếp tục là làm việc với người nước ngoài, làm việc ở những trong môi trường khác nữa. Đấy để mình có thể tiếp tục uh, phát triển. Rồi sau đó là mình học làm video YouTube như thế này, mình học sử dụng máy tính, học sử dụng kỹ thuật văn phòng. Đó học uh, nghệ thuật ăn nói học nghệ thuật kinh doanh đàm phán học nghệ thuật lấy tiền học nghệ thuật bán hàng phải học, phải học các bạn phải học thôi update mình nên update mình nên khi mình đang ở một cái mức độ thu nhập nó là khá khá rồi mình có tiền thừa ra thì tiền đấy mình hãy đầu tư cho việc học và làm việc đầu tư tiếp tục thì các bạn khá nên và khi đó các bạn khá nên là khi các bạn khá lên khi các bạn đầu tư các bạn giỏi lên thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ sẽ biết vào cái mức là con là cao đó thu nhập cao thu nhập cao các bạn có gọi là không phải là giàu có lắm nhưng mà họ thuộc dạng là vượt qua mức khá giả rồi vượt qua mức khá giả các bạn còn dư nhiều tiền rồi các bạn sẽ tiếp tục đầu tư được nữa thì các bạn bước vào người giàu bước vào người giàu đúng không thì trong cái video mình đã thì trong một cái video mình đã chia sẻ về tư duy kim tứ đồ đấy thì nó chính là cái tư duy này thôi đó là các bạn từ đâu là từ đầu thì từ đâu là các bạn phải là làm thuê lao động chân tay làm thuê sau đó là các bạn chờ vừa làm thuê nhưng các bạn phải trở thành học tập trở thành trở thành một người học tập lao động tiếp tục nhiều hơn để cho các bạn có thể tự chủ bắt đầu bắt đầu là có sự tự chủ ở đây tự chủ thì cái người làm thuê và cái người có sự tự chủ nhưng mà cái thu nhập của họ vẫn là thu nhập thấp vẫn là thu nhập trung bình họ vẫn chưa giàu được thì nó ở cái bên chưa giàu được thế nên bây giờ các bạn nhưng mà ít ít thì các bạn có một cái khoản vốn các bạn để ra với và cái kiến thức tích lũy theo thời gian tích lũy theo độ tuổi thì các bạn sẽ chuyển mình sang một cái mức độ đó là sang độ là làm ông chủ thật sự các bạn sẽ mở ra nhiều cửa hàng nhiều sản phẩm như các bạn làm nghề giảng dạy các bạn dạy nhiều môn hơn Rồi mở ra những khoa học đắt tiền hơn hay là ví dụ các bạn làm về nghiên cứu thì bạn nghiên cứu nhiều cái sâu rộng hơn nghiên cứu những cái khó khăn hơn và hay là uh, sản xuất những cái gì đó thì bạn sản xuất những cái khó phức tạp hay là cái tiện dụng hay là sản xuất như nào nó giá trị hơn đấy là các bạn sản xuất mở rộng cái mô hình kinh doanh của bạn thì các bạn trở thành ông chủ của một chuỗi chuỗi một cái chuỗi đấy nhưng mà các bạn không phải trực tiếp lao động mà các bạn thuê người khác về trực tiếp lao động là thuê người khác lao động cho mình thì đó là thế là các bạn làm chủ làm chủ tức là không phải lao động gì cả để trực tiếp các bạn hoạt động thế còn sau đó là các bạn có nhiều tiền rồi có nhiều của cải tài sản các bạn đó đều đi đầu tư đầu tư vàng đầu tư um, bất động sản chứng khoán cổ phiếu hay là các bạn đầu tư vào một cái công ty nào đó đầu tư một cái công việc nó một cái lĩnh vực nào đó bạn không phải trực tiếp lao động bạn chỉ mất công sức đầu tư một tí thôi thì đấy các bạn mới trở nên rồi giàu có rồi thì đấy cứ có tin tư đồ như vậy tức là giàu có là đi từng bậc từng bậc lên một chứ không phải là các bạn là đúng phát là trở thành giàu có được thế nên mình chia sẻ với các bạn Hoặc điều đó là điều chắc chắn rồi và không ai giàu có trong một ngày đúng không không ai giàu có trong một ngày chúng ta chỉ có thể đánh đề thôi và cái người mà đánh đề mà trở nên giàu có rồi họ cũng sẽ không giữ được tiền đâu mà họ sẽ làm mất cái tiền thôi bởi vì họ không có kiến thức về về tiền họ không có kiến thức gì cả họ, họ đùng cái họ, họ có số tiền để họ tiêu dụng hết thế cho nên mình chia sẻ với các bạn là làm giàu nó là một hành trình nó là một cái lộ trình nó là một cái khoảng cách từ thấp cho đến cao từ xa cho tới gần chứ không phải là các bạn nghĩ là tôi sẽ trở nên giàu có và tôi sẽ làm cái việc này trở nên giàu có không phải giàu có nó đồng nghĩa với tỷ lệ thuận với cái việc là bạn giỏi hơn bạn trở nên tốt đẹp hơn bạn trở nên cao trọng hơn danh giá hơn nó đồng nghĩa với những cái việc là bạn giúp ích giúp đỡ được nhiều cho người khác hơn chứ không phải là các bạn nửa nào hay là tốt hơn không phải như vậy mánh khóe không phải giàu có cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng rất quan trọng và điều cuối cùng là mình chúc cho các bạn sẽ trở thành người giàu có như các bạn mong ước và đạt được đến kế hoạch thành công các bạn hãy vẽ ra ước mơ của các bạn và hãy chạy theo ước mơ đó đừng chạy nông bông đừng chạy nông bông đừng thể áp dụng cái kế hoạch người khác và coi kế hoạch đó là, là cũng sẽ áp dụng cho mình không các bạn học những tư duy người ta thôi và các bạn áp dụng cho cái kế hoạch cuộc đời mình các bạn có kế hoạch riêng các bạn là bạn các bạn không phải là người khác không phải sao chép của họ Thế cho nên là mình chia sẻ với các bạn trong cái tư duy đầu tiên này rồi ra sẽ có những cái, đây, cái cách của mình sẽ chia sẻ tiếp theo đây là một đây là cái video đầu tiên mình chia sẻ các bạn setup tư duy đúng như các bạn làm cách làm giàu đúng như các bạn đừng làm sai cách này của mình Nếu các bạn làm sai thì rất là rõ, rồi, rất là rõ các bạn cực kỳ rõ luôn rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, goodbye